Xin chào cả nhà. Số hồ gà Đại Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em nồi áp suất thương hiệu Riken, hàng chuẩn Nhật các bác nhé. Con này với dung tích 6 lít này, gọi là dòng nồi nhôm này. Đấy. 6 lít nha các bác nhé. Dòng van xoáy bên trên này và dòng hai tay quai, hai quai. Dòng này rất là dễ dùng, dễ sử dụng luôn, van xả zin 100%. Đấy. Hình thức đây, bên ngoài đi, em quay chi tiết bên ngoài cho các bác xem nhé. Cái dòng nhôm này nó có hai loại nhôm, một là loại nhôm trắng phau, hai là nhôm màu hơi vàng vàng như này. Đấy, các bác nhìn phần tay này, khi mà đun bếp ga thì bọn này bao giờ nó cũng thiết kế úp một cái mảng inox ở đây. Đấy, một inox ở đây để khi mình đun ấy, lửa quá lửa thì nó không bị cháy cái phần tay này các bác này. Đấy, nó nguyên là một mảng inox nhá các bác nhá. Ốc vít bắt rất chi là chặt luôn. Tay hãng rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Tay không vỡ, không nứt, không bị cháy. Đây các bác nhìn này, hai bên ok chưa, toàn bộ phần nhôm rất là đẹp luôn các bác nhìn này, xung quanh thì không cấn móp hay không bị chảy xước nhá. Đây đáy đây, Riken này, thương hiệu Riken hàng chuẩn Nhật nhá các bác nhá. Dung tích là 6.0 lít này. Đấy. Cái dòng van xoáy này rất là nhiều bác thích này, những bác có tuổi ấy, nhà mà đun bếp ga này thì nó rất là bền luôn các bác. Dòng van xoáy này cực kỳ là bền, mà người già với trẻ nhỏ dùng nó ok luôn đấy các bác nhé. Đấy, dễ dùng, dễ sử dụng. Em cho các bác xem cái gioăng cao su của nó nhé. Con này gioăng chìm, gioăng còn rất chi là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, gioăng đẹp, mặt nhôm các thứ là đẹp luôn, không chảy xước bất kỳ cái gì cả. Đấy, gioăng cao su chìm, hãng còn gioăng, hãng còn mềm mại lắm các bác ạ, bền luôn. Cái dòng này các bác cứ dùng sử dụng mà không bị tác động bên ngoài vào thì cái gioăng này bền vĩnh viễn luôn nha các bác nhé, cực kỳ là bền luôn. Đây bên trong thì em có kèm cho các bác một cái chân hấp, thì cái chân hấp này nó không được đẹp lắm đây các bác nhé, chân hấp này nó không được đẹp lắm. Đây cái chân hấp bọn này nó chỉ thiết kế tầm phân rưỡi hai phân thôi, hai phân, bởi vì lồi áp suất này hầu như là nó toàn dùng bằng cách thủy ấy, vì vậy là nó không cái chân hấp của nó không cao, chân hấp nó chỉ thấp như này thôi. Đấy, chân hấp chung của bọn này nó tầm này hai phân các bạn. Đây lồi bên trong đây các bác nhá. Lồi thì để mà lói thì nó không được đẹp tuyệt đối. Đây, độ mới nó chỉ tầm đây các bác nhìn nhá, hình thức thực tế luôn. Đấy, sử dụng cái dòng nhôm mà đã sử dụng nhiều thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái vết như thế này, không tránh được. Đấy, nhưng mà xét tổng thể thì độ mới tầm 70-75% các bác nhá. Đây, dễ dùng, dễ sử dụng, dòng van xoáy bên trên như thế này. Đấy, van xả zin 100%. Lồ bên em đã test kín hơi nhanh nhừ nhá, bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy. Đó chưa? Đun ga, đun củi, đun than đều được nhá các bác nhá. Con này em bán cho các bác với giá này, kèm sừng hấp này. Em bán cho các bác với giá này 700.000 em bao ship cho các bác nhá. 700 bao ship em bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy. 700 bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng. Lồi thì tương đối là đẹp, không đẹp xuất sắc nhưng mà nói chung là ở mức độ trung bình. Đấy. Bác nào cần thì alo em, số điện thoại 0934230664. Các bác cọc trước cho em 100.000 của lại nhận hàng, được kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bác nhé. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.